Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Các em dọn tập vở, chuẩn bị về nha. Dạ. Ngày đầu đến lớp, bạn nào cũng nhút nhát. Có bạn khóc quá chừng. Bây giờ các em còn sợ đi học nữa không? Đến lớp cô giáo hay hát cho tụi em nghe nè. Còn có các bạn chơi chung vui lắm. Bây giờ em thích đi học lắm. Lớp học là ngôi nhà thứ hai của em. Lớp chúng mình rất rất vui. Anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui. Như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau. Luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền. Giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Lớp chúng mình rất rất vui. Anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui. Như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau. Luôn đi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền. Giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Lớp chúng mình rất rất vui. Anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui. Như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau. Luôn đi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền. Giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Đi học biết thêm bao điều mới lạ. Lại có các bạn cùng chơi, cùng học. Còn hái được hoa điểm 10 tặng cho cha mẹ nữa. Các em có yêu lớp của mình không? Comment cho chị biết nha. Hẹn gặp lại các em. Tạm biệt.